cũng hơn 4 5 tháng rồi tôi mới lên livestream. Lần này tôi chia sẻ là có bạn hỏi tôi rằng cái trang web mermaidtune.com á, chàng tiên cá tune.com bán đồ bơi á, sao bạn nó vô không được. Thì video này mình muốn thông báo với các bạn là tôi sẽ xóa trang web đó, bỏ. Bỏ thì cũng tiếc, nó công sức rồi làm ra cái trang web đó cực lắm. Làm cũng từ năm 2014 cùng với cái YouTube. Nhưng mà phải xóa trang web đó bởi vì tối hôm qua tôi nằm ngủ thì một vị thần hiện ra nói rằng bây giờ muốn hết dịch Covid-19 thì tôi phải ngưng dạy bơi tiên cá ở Việt Nam, không được giúp người phàm là trở thành tiên cá. Những thứ mà liên quan đến tiên cá phải xóa. Thì những thứ liên quan đến Tion mà tốn nhiều tiền nhất của Tion chính là trang web mermentune.com. Trang web đó, cái tên miền đó mà bây giờ cái tương tác cao lắm, tên miền đó đang được rao với giá 5.000 đô la, chỉ là một tên miền thôi, mermentune.com, bởi vì tên của tôi nó là một cái thương hiệu mà tôi phải bỏ luôn tên miền đó, bỏ luôn trang web mà đầu tư từ năm 2014. Thì bạn Thanh Bình Đỗ, bạn là con người, bạn sẽ không hiểu được những gì tôi đang nói. Muốn biết Tion có tào lao hay không, hãy kiểm tra nhịp tim của Tion, hãy thi nín thở với Tion coi bạn nín thở được bao nhiêu lâu. Đó là lý do mà tôi sẽ không giúp các bạn. Đó, thêm một bạn Hiếu Trần nữa, chả có thần nào. Khi nào bạn có người thân trong gia đình của mình bị mắc dịch Covid á, thì bạn sẽ hiểu cảm giác có thần linh xung quanh chúng ta, có Bồ Tát, có tiên, có Phật, có ma quỷ hay không. Để một người thân trong gia đình của bạn bị mất vì Covid-19, bạn sẽ hiểu. Đó là lý do mà tôi đã bỏ trang web đó. Bởi vì đáng lẽ cũng không lên mạng nói chia sẻ như thế này, nhưng mà một số bạn rất muốn mua và hỏi cái đồ bơi tiên cá tôi ôn tại sao tôi tắt website. Thì trang web đó tôi đã đầu tư rất nhiều tiền, những người làm ra trang web đó cho tôi đều biết nó là công sức và tiền của rất là nhiều, và nó liên kết với các thương hiệu nổi tiếng, hãng Hook của bên Hàn Quốc, hãng Vimeo của Hàn Quốc và nhiều thương hiệu nổi tiếng của Hàn tài trợ cho trang web đó để bán những cái đồ mà đẳng cấp. Nhưng mà phải xóa, trong đó có rất nhiều hình ảnh kỷ niệm những cái học trò người cá của tôi mặc để làm người mẫu, bán đồ làm người mẫu cho đại diện cho cái sản phẩm đó. Thì trang web đó tôi sẽ bỏ, mermaidtune.com là trang web mà sẽ không còn tồn tại ở trên mạng nữa. Tion chỉ còn sử dụng Instagram. Là nếu các bạn search mermaidtune ở trên Instagram á, thì các bạn sẽ thấy Tion và cả một thế giới tiên cá của Tion ở Mỹ, ở Anh, ở Canada, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, rất là nhiều quốc gia khác, rất nhiều tiên cá. Thì cái cộng đồng tiên cá của chúng ta hoạt động ở trên Instagram. Và những bạn mà muốn mua đồ bơi tiên cá thiết kế theo số đo riêng á, để biểu diễn á, thì có thể liên hệ Tion qua Instagram nha. Thì Tion sẽ làm đồ cho các bạn qua đó, và những người có duyên thì mới được biết. Còn trang web mà bán đồ bơi tiên cá ở Việt Nam Tion sẽ bỏ luôn. Thì ở Việt Nam mình có những người bán đồ bơi tiên cá trên mạng đăng là bán đồ bơi này tiên cá cho trẻ em hay cái gì đó. Một bộ đồ bơi tiên cá chỉ có 200-300 ngàn thôi, nhưng mà mặc vô thì không thể trở thành tiên cá thực sự được. Nó chỉ là đồ chơi và bạn á, không được dùng để bơi lội được, không tập luyện được. Và bạn sẽ không được cái các chương trình như là bơi tiên cá do Tion tổ chức, rồi các sự kiện tiên cá, rồi các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và động vật liên kết với tổ chức Body của Mỹ. Thì rất là nhiều chương trình. Thì
tôi ngủ thì thần hiện ra nói là tôi sẽ không giúp đỡ nữa, bởi vì Việt Nam sẽ bị phán xét. Trẻ em Việt Nam phải tiêm vaccine. Tất cả các bạn sẽ không còn cơ hội để trở thành tiên cá. Nên đó là lý do tôi sẽ dẹp luôn cái thế giới tiên cá ở Việt Nam. Bởi vì trẻ em bây giờ sẽ bị hướng vào những thứ này. Ông thần đó, ông dẫn chứng cho tôi thấy rõ là trẻ em bây giờ chỉ thích tiền, chỉ thích tình dục, học hỏi theo người lớn. Nên tôi có đào tạo ra họ thành tiên cá thì sau này họ cũng sẽ trở thành những người phản bội lại tôi và hủy hoại thanh danh của tôi. Bởi vì tôi hiện tại là chàng tiên cá được thế giới công nhận của tổ chức Body. Và có những nàng như Montana là một nàng tiên cá tôi đang giới thiệu trên kênh YouTube của mình, cũng là một nàng tiên cá nổi tiếng trên thế giới, có bằng body giống Tiun. Rất nhiều nàng tiên cá. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ dẹp cái thế giới tiên cá này, không dành cho trẻ em nữa, và không dạy bơi tiên cá miễn phí cho các bạn nhỏ nữa. Các bạn phải bỏ ra tiền nhiều nếu muốn được học, mà không phải do Tiun dạy, mà do qua nước ngoài học. Và các bạn muốn biết cách để trở thành tiên cá thì Tiun có thể hướng dẫn. Khi các bạn mua đồ bơi tiên cá của Tiun, các bạn học ở đâu để lấy được cái bằng được thế giới công nhận, được chứng nhận là tiên cá quốc tế đó. Còn nếu mà làm mà dạy miễn phí như ở Việt Nam trong suốt 7 năm qua, tôi đã kêu gọi là các em ơi, phải học làm tiên cá thì mình mới thoát khỏi bệnh tật nha các em. Nhưng có bao nhiêu bạn đã làm được như Tiun, đã thoát khỏi bệnh tật? Như Tiun không tiêm vaccine nha các bạn, 25 năm chưa bệnh một ngày. Đó là sự tiến hóa của nội tạng. Hiện tại tim của Tiun to hơn tim các bạn, phổi của Tiun cũng to hơn, lá lách cũng to hơn, nhịp tim của tôi cũng đập chậm hơn các bạn rất là nhiều. Đó, thì tôi nói như vậy để các bạn biết trong thế giới của chúng ta, quỷ thần luôn ở hai bên của chúng ta. Và nếu mà tôi không làm việc theo những lời của thần đã nói, thì họ sẽ xử tôi. Bởi vì các bạn không tiếp cận được họ, nhưng họ lại tiếp cận được tôi. Nên họ sẽ giải quyết tôi giống như Chúa Giêsu. Vì lòng từ bi của Ngài ấy mà muốn giúp cho con người cãi lại Đức Chúa Cha, thì quỷ, Chúa cứ làm đi những cái việc mà quỷ muốn phán xét người này, thằng này nó bị tội mà cứ Chúa cứ muốn cứu nó thì quỷ nó sẽ xúi dục vào trong tay của một người khác có chức có quyền xử Chúa luôn, đóng đinh lên thập tự giá. Đó là lý do mà ngày phán xét nhân loại tôi sẽ không giúp đỡ các bạn được trong việc trở thành tiên cá. Nghĩa là tôi sẽ không dạy bơi cho tiên cá cho các bạn. Tiun sẽ không giúp các bạn tiến hóa nội tạng như Tiun thoát khỏi bệnh tật. Và Tiun sẽ dẹp trang web bán đồ bơi tiên cá và cả luôn cái fanpage của mình. Còn kênh YouTube này tôi sẽ giữ lại để làm những cái công tác bảo vệ môi trường, thiên nhiên và động vật cùng với các tổ chức quốc tế. Và tôi dùng cái kênh này á, là để tuyên truyền cho mọi người ý thức cái việc bảo vệ thiên nhiên và động vật quan trọng như thế nào. Những cái việc tôi làm hôm nay sẽ làm cái phước báo này, hiện tại tôi sẽ hồi hướng cho tất cả những ai ủng hộ tôi để cho gia đình của các bạn tai qua nạn khỏi, thoát khỏi dịch bệnh Covid-19. Và có thể sống tốt đẹp và làm được những việc lợi ích cho thiên nhiên và động vật sắp tới nữa. Chứ không phải là tôi tự nhiên muốn đi xóa trang web của mình, tốn hơn cả 100 triệu đồng để làm ra trang web rồi tên miền rồi kia phải bỏ hết. Không có ai mà điên tiền như vậy. Nhưng bởi vì ở trên người ta không có muốn, nên mình không có muốn làm nữa, là như vậy. Nên chỉ có một cơ hội để các bạn có thể liên hệ tôi chính là Instagram Mermentune. Lên trên đó liên hệ thì các bạn có cơ hội mua được đồ bơi tiên cá của tôi, là đồ được thiết kế riêng theo số đo
vải làm ra đuôi tiên cá là vải nhập từ bên Hàn Quốc, là cái vải chuyên dụng cho các nàng tiên cá biểu diễn trong thủy cung. Khi các bạn tiến hóa được sức khỏe, khi các bạn có được trí tuệ, thì các bạn lúc đó sẽ liên kết được với thần. Các bạn không thể nào làm sai ý của thần, của quỷ, bởi vì họ luôn xung quanh. Những gì tôi nói ra là có sự chứng giám của họ, nên không thể làm sai. Nếu làm sai thì sao? Gia đình tôi, người thân của tôi sẽ gặp tai nạn. Họ không xử được tôi, họ sẽ xử người nhà của tôi. Nên các bạn đừng nghĩ là xung quanh chúng ta, cuộc sống chúng ta rất là bình thường. Và tại sao có người đang bị mắc bệnh dịch Covid mà có người lại không? Và có người chết, có người thì thoát khỏi. Nên như đã nói 7 năm trước, cố gắng mà học làm tiên cá, thoát khỏi bệnh tật giống như Tuy Uân. Thời này Tuy Uân không giúp được nữa, không còn sự kiện tiên cá ở Việt Nam cho các em nhỏ. Tuy Uân cũng buồn. Nhưng các em nhỏ bây giờ lại bị hướng vào những thứ tiêu cực trên mạng, nên Tuy Uân không giúp được. Các em thôi, chúc gia đình các em sống hạnh khỏe, mạnh khỏe. Các em sớm thoát khỏi những thiếu tiêu cực nó vây quanh, thoát khỏi cám dỗ của quỷ. Bởi vì các em đang bị họ trừng phạt, thì họ sẽ luôn cám dỗ các em. Họ cho các em coi những thứ tiêu cực ở trên mạng, họ cho những cái thứ xấu xa tiêm nhiễm vào đầu của các em. Họ muốn hủy hoại cuộc sống của các em, thân thể của các em. Tôi nói nha, bây giờ các em lên trên mạng, các em coi một YouTuber dạy cho các em ăn thịt động vật rất là ác. Họ giết con vật ra, họ mổ, họ xẻ, họ làm thịt gì đó. Họ che đi mấy cái cảnh họ mổ, xẻ đi. Nhưng mà họ ăn, em nhìn họ ăn, em thấy thương cho họ hay là thương cho con vật? Thì quyền bình đẳng của tất cả các loài vật, chúng ta có mạng sống, chúng ta bình đẳng với con vật đó. Nhưng mà chúng ta lại yêu thích cái việc cảnh nó bị sát hại như vậy. Khi nó chết, nó oán hận, nó thành quỷ, nó đi kiện thần. Thần cho phép nó phán xét chúng ta, cho nó trở thành một con virus siêu nhỏ để hủy diệt chúng ta. Bởi vì không còn con gì có thể diệt được con người nữa. Cho dù là con cá hung dữ nhất là con cá mặt cũng bị con người làm thịt. Con người nói nó dữ nhưng mà thật ra con người làm thịt nó hoài luôn. Rồi con cọp dữ đúng không, con người lấy nó nấu cao hoài luôn đó. Con người làm những điều rất là tác tệ với thiên nhiên và động vật. Và trên mạng luôn có những YouTuber luôn làm những cái hành động tiêu cực để xúi dục các em. Họ đang sống trong cảnh giới của quỷ, họ đang khoe của, họ rất là giàu sang, họ là triệu phú này kia. Nhưng mà triệu phú rồi còn chơi YouTube làm cái gì mà còn phải khoe của cảnh giết chóc vậy? Họ đang sống trong cảnh giới của quỷ. Các em học hỏi theo họ thì các em sẽ không thể thoát khỏi địa ngục. Và các em thấy sự quả báo của Covid-19 đối với nhân loại rồi đúng không? Hôm nay, ngày hôm nay, những ai còn có thể mạnh dạn phỉ báng Tây Uôn là những người đó rất là ghen, là những người đó có thể nói là Phật. Trong mắt tôi coi những người phỉ báng mình chính là Phật. Chỉ có những người đã thành Phật rồi mới có thể phỉ báng được Tây Uôn như vậy. Là tôi đã khuyên các em là tránh xa những thứ tiêu cực ra 7 năm rồi. Đừng có coi những YouTuber dạy những việc xấu. Bây giờ những YouTuber đang dạy các em làm những việc xấu đó, họ có thoát khỏi được Covid-19 hay không? Hay chỉ có Tuy Uân đang ngồi đây nói chuyện với em, anh đã chân thật thoát khỏi bệnh tật? Và hàng ngày anh phải đi ra sông giải cứu những con vật ngoài tự nhiên để làm cái gì? Để tăng trưởng phước báo, để cho quốc thái dân an, để xóa đi cái sự oán hận giữa quỷ đối với các em. Và thần
chứng minh cho họ thấy là năng lực của Tây Uôn có thể cảm hóa được chúng sanh, có thể thay đổi được nhận thức của con người, để cho họ đừng có làm những cái việc tác tệ đối với thiên nhiên nữa, để cho cân bằng những cái loài vật nó được sống, nó không bị giết hại thảm khốc, để nó thành quỷ, nó oán hận, rồi nó đi kiện Diêm Vương, nó đi kiện các ông thần, rồi nó đi gặp những cái người giống như Tây Uôn sở hữu được cái năng lực để cứ làm phiền. Tại sao Tây Uôn lại thiên vị? Tại sao tôi lại giúp con người mà lại không giúp nó? Tôi giúp cho con người trở thành tiên cá, giờ nó thành quỷ đó. Giúp nó đi, không giúp được. Quỷ thành quỷ rồi là mang cái sự oán hận. Còn là được làm con người là các em biết mình rất là hạnh phúc. Các em mang thân người, các em có thể sống được trong rất nhiều cảnh giới của quỷ, của ma, của tiên, của thần, của Phật, của Thánh, của Bồ Tát. Các em muốn cái gì các em chỉ cần thực chất, thực tâm, cố gắng các em sẽ làm được. Bây giờ các em muốn sống trong cảnh giới của Bồ Tát đúng không? Các em, mai mẹ cho con tham gia chương trình đi làm từ thiện, đi làm thiện nguyện chung với mấy anh chị này 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 này. Hay là cho con đi phụ giúp đỡ những cái bệnh nhân bị Covid-19 vậy đó. Là những người đang giúp đỡ con người là họ đang sống trong cảnh giới của Bồ Tát. Giúp đỡ thiên nhiên và động vật thì sống trong cảnh giới của tiên. Yêu thương tất cả muôn loại, giúp đỡ tất cả. Và hướng dẫn cho tất cả biết được cái nào là sống tốt, cái nào là sống sai. Là sống trong cảnh giới của Phật. Những ai mà muốn bị người ta phỉ báng, những ai mà muốn chịu khổ, bị sỉ nhục, là những người đang sống trong cảnh giới của Phật. Chỉ có Phật mới từ bi tột đỉnh nói ra những điều mà không nên nói với tất cả. Bởi vì nói ra cái lời gì quá chân thật là sẽ bị nó chửi lên trên đầu. Mà những cái người chửi, cái người đang sống trong cảnh giới của Phật sẽ bị quả báo rất lớn. Đó là lý do cho dù tôi có biết nhiều, tôi cũng không thể nào nói nhiều. Bởi vì tôi không muốn các bạn hiểu sai và phỉ báng tôi, để rồi các bạn sẽ bị quả báo. Ok. Và thế giới tiên cá xin được phép khép lại thật sự ở Việt Nam. Bởi vì các bạn đã được thần chọn bị phán xét, và chỉ có những ai đồng hành với Tây Uôn mới có thể thoát khỏi biển khổ trong tương lai. Là những người đang nhấn like và đang đăng ký ủng hộ cái kênh này để thay đổi ý thức của người dân, đừng làm những việc tiêu cực cho thiên nhiên và động vật, để cho ngừng đô thị hóa ở ven sông, để cho người ta trồng cây rừng nhiều hơn, để cho các loài vật hoang dã được bảo vệ tốt hơn, để cho biến đổi khí hậu dừng lại, để cho tương lai của các em còn được nhìn ngắm những cảnh đẹp ngoài thiên nhiên, cho các em có thể thanh thản tịnh tâm và ngồi thiền nhập định. Nếu các em sống trong một cái cảnh mà như đang ở Atula, cái gì đâu mà chiến tranh, rồi cái gì đâu mà nạn đói, cái gì mà đau khổ, rồi cha chết, mẹ chết, đau khổ như vậy thì làm sao có thể thanh thản mà có thể thiền định được, mà có thể mà thành Phật, thành chư thiên được. Những cái sự đau khổ, cái sự mà bất an trong tâm hồn của chúng ta chỉ giúp chúng ta sanh ra cảnh giới địa ngục thôi. Nên những người không ủng hộ Tây Uôn mà cứ đang ủng hộ những cái thói hư tật xấu trên mạng mà chưa có chịu dừng lại thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi đại họa tương lai. Covid-19 chuyện nhỏ. Những cái con virus Covid-19 chỉ là những cái con mới mở màn cho cái chương trình phán xét của thần thôi. Khi thần đã phán xét, quỷ, anh cho phép cưng, diệt thằng đó cho anh. Thần phán xét, ôn thần, đi gieo rắc bệnh tật ở khu vực này cho anh. Chỗ này là tụi nó dạy không được nữa rồi, xử lý hết. Đó là xử lý cho mấy bạn lên đường sớm để làm cái gì? Để đi địa ngục đó. Đi địa ngục làm cái gì? Mang lại thân xúc sanh để trả lại nợ lại cho những cái con vật mà nó đã bị các bạn làm hại mất môi trường sống đó, để lấy lại sự cân bằng của thế giới đó. Nên bây giờ Tây Uôn đi phóng sanh, thật sự là Tây Uôn đang giúp đỡ quý vị Bồ Tát.
là những người có duyên với tôi Un, thì tôi cũng khuyên luôn, sống chết là bình thường. Khi đã niệm được một câu A Di Đà Phật, biết đến danh hiệu của Phật, có lòng tin vào tôn giáo, biết thờ kính Chúa, tôn trọng tất cả các tôn giáo, yêu thương động vật, bình đẳng với tất cả, thì có chết như sống cũng như nhau thôi. Bởi vì á, mình đã trở thành một phần của tất cả rồi, thì mạng sống của mình thay đổi giống như quần áo vậy đó. Khi linh hồn mình nó xuất ra bên ngoài, mà mình đã tích được đủ phước rồi, thì mình lên trời, mà chưa đủ phước thì đi xuống địa ngục. Cuộc sống này nó đơn giản và công bằng, và nhân quả là như vậy. Tại sao hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với các bạn như vậy? Bởi vì tôi không muốn chống đối lại với quỷ thần, nhưng mà tôi vẫn hy vọng các bạn có thể lắng nghe và thức tỉnh. Nếu ai không thể lắng nghe và thức tỉnh thì chắc chắn phải đọa địa ngục, phải bị phán xét công bằng với tất cả. Tiên cá tây ui biết tất cả. Tạm biệt đây. Video này tôi sẽ xóa, ngày mai nó sẽ không còn trên mạng, yên tâm. Tôi không phải là một người thích câu view để quảng cáo, để nổi tiếng. Tôi chỉ cần tốn 200.000 đồng thôi các bạn, tôi đã có được 5.000 lượt view. Tôi chỉ cần tốn 100 đồng thôi, sẽ có 100 cái bình luận nói tốt về tôi Un, không phải là các bạn. Tôi làm được như vậy bởi vì tôi là chuyên gia quảng cáo. Và những cái chiêu trò mà để PR, để nổi tiếng của các YouTuber khác, tôi Un là ông nội của YouTuber rồi. 2012 đã sở hữu kênh YouTube 32 triệu sub, bán lấy 2 tỷ để cứu động vật hoang dã. Kênh đó bây giờ nó là GTV, nó là kênh rất là nổi tiếng, bán ở bên Singapore đó. Nên bớt sống ảo và làm những việc có ích cho xã hội ngay bây giờ, trước khi quả báo đến với các bạn mà trong mình lại không có một cái phước báo gì hết, là sẽ đi địa ngục. Các bạn có người thân trong nhà bị mắc dịch Covid chết chưa? Chứ gần một tháng nay tôi đi phóng sanh giùm cho nhiều gia đình có hoàn cảnh là nạn nhân của Covid-19, sống không nổi, chết. Và khi chết làm cái gì? Và tôi khuyên các gia đình đó làm như thế vậy nào? Tiếp tục phóng sanh 49 ngày để hồi hướng công đức cho người thân của mình đã mất. Trong vòng 49 ngày này, cái việc phóng sanh của anh chị rất là quan trọng. Thứ nhất, phóng sanh đúng cách là giải cứu những con vật trong tự nhiên, không phải là những con vật đang bị nuôi nhốt và chuẩn bị bán làm thịt. Bởi vì con nuôi nhốt á, mình nuôi nó được, nó đẻ ra được, nó sinh sản được. Những con tự nhiên mình ăn thịt nó hoài, nó tuyệt chủng luôn. Và nó đang giữ một cái vai trò quan trọng hơn những cái con nuôi nhốt. Nếu mình cứu được những con đó, phước báo mình cao hơn. Bởi vì những con trong tự nhiên nó có những cái vai trò rất là quan trọng và nó đang được quản lý bởi các vị thần. Thí dụ như ông thần sông. Thần sông, các bạn đâu thấy thần sông đâu, thần sông đâu, đâu đâu đâu, đâu. Chỉ thần sông coi. Các bạn phải có con mắt trí tuệ, các bạn mới nhìn thấy được thần sông. Và khi thấy được thần sông rồi, các bạn sẽ biết được rất là nhiều những cái con vật đang sống trong sông, giống như là con cá thòi lòi. Ủa mày là con cá thòi lòi, vai trò của mày là cái gì? Tao thấy mày vô dụng quá vậy. Không, con cá thòi lòi nó đang làm tốt cho cái vùng đất đó. Nó đánh giá được, khi chúng ta nhìn sự phát triển của nó, chúng ta biết được cái môi trường này còn tốt hay không, cái môi trường này có bị hủy hoại hay không. Những con cá thòi lòi giống như là những cái anh mà đang làm kiểm lâm, mà chúng ta lấy nó ăn thịt nó hết, nó tuyệt chủng luôn. Nó đang làm nhiệm vụ thay cho thần sông đó. Đó. Nên những ai mà thích ăn thịt cá thòi lòi, chắc chắn quả báo sẽ nhiều hơn ăn những cái con vật mà bị nuôi. Nên giải cứu những con đó, phước nó nhiều. Và trong vòng 49 ngày người thân của mình mất á, họ luôn mong chờ một điều là làm ơn, làm phước. Trời ơi, tôi nói bà mà bà không có nghe gì hết. Con nói má mà má không có nghe hả? Má có nghe con nói không? Con nói nè, con nói, con lạnh lắm, con đói bụng lắm mà bây giờ, trời, không có ăn uống được gì. Chỉ là cầu mong gia đình, người thân rồi giúp đỡ trong vòng 49 ngày đó.
Nếu mà người thân có thể tạo được những cái điều phước lành và hồi hướng cho cái người đã mất đó, thì đến cái ngày mà họ đi xét xử, họ xuống dưới người ta xét xử là à, bây giờ trong vòng 49 này người thân của nhà ngươi là tội nặng, rất là nặng. Anh dự định là cho đi Atula vô cõi quỷ nha. Vô cõi đó rồi thích chém giết đấu đá gì với nhau vô đó mình sống mấy ngàn năm trong đó đầu thai tái sanh này kia đó, không biết thoát ra khỏi Atula hay không. Nhưng nhờ được người thân phóng sanh đúng cách, hồi hướng đúng cách, cầu nguyện và ăn chay và giữ sạch thân thể này kia, nói chung là được người thân giúp đỡ, thì trong vòng 49 ngày đó sẽ thoát khỏi địa ngục. Còn những người mà bên đạo Chúa thì khác. Nếu bên đạo Chúa trong cái thời gian mà sống, nếu các bạn thờ kính Chúa, ngày nào cũng đi lễ thường xuyên, ngày nào cũng tôn trọng Chúa, thì khi mà bạn mất đi á, thì thiên thần họ đến họ rước bạn luôn. Nên nói chung là cái đức tin rất là quan trọng, và địa ngục là một cái nơi mà giống như là cái chỗ lãnh sự quán vậy đó. Bạn đến đó muốn xin visa đi nước nào thì bạn phải đến đó, và bạn có dù là tôn giáo gì thì bạn cũng phải đi qua địa ngục để xét xử. Nên trong vòng 49 ngày rất là quan trọng đối với những người đã mất trong Covid-19. Thì tôi luôn đi phóng sanh giùm các anh chị, tôi luôn giúp được người tiếp tục sống và cũng không giúp được người đã mất đi. Nhưng tôi hiểu rõ nguyên tắc của thế giới này và mong là mọi người hãy làm đúng cho người thân của mình có được phước báo. Bởi vì thọ mạng của một người sống lâu hay sống ngắn gì, nó là nhiệm vụ. Nếu người đó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì người đó đến số thì phải đi thôi. Và có phước để đi đến thế giới nào là lúc tạo lúc sống. Và trong cái ngày phán xét này chỉ là khởi đầu của sự phán xét dành cho nhân loại. Nên mọi người có người sống, có người chết, nhưng mà tương lai sự phán xét nó còn diễn ra khủng khiếp hơn nữa. Ầm một cái là chết hết một đám, không có thời gian để tích phước cho nhau. Hôm nay người thân trong gia đình mất, người còn lại có thể hồi hướng được, nhưng ngày sau chết nguyên cả gia đình. Tại sao? Hãy nhìn tình hình băng ở hai đầu cực đang tan đi rất nhanh, nước biển đang tan ra do biến đổi khí hậu. Trong nước biển đó kèm theo rất nhiều chủng virus gây hại, có từ 70 mấy triệu năm trước, có từ rất là nhiều xa xưa. Nó bị đóng băng ở hai đầu cực đó. Bây giờ băng tan thì nó bắt đầu nó lan tỏa ra, và chúng ta còn tiếp tục ăn nó thì chúng ta sẽ lên đường. Nên tôi ôn đến với các bạn, tôi giúp cho các bạn làm tiên cá mấy năm trước là tôi đã cố gắng thay đổi tương lai, nhưng mà tương lai không thể thay đổi. Bởi vì chả ai muốn nghe những gì chân thật mà tôi nói ra. Ok. Nên bây giờ Covid đến rồi, cố gắng đừng quan trọng vào việc sống chết, mà hãy quan trọng hàng ngày chúng ta có làm được những gì tốt đẹp giúp ích cho xã hội hay không. Còn nếu không làm được những gì tốt thì nhấn like vô mấy cái video tôi đi phóng sanh giải cứu động vật, nhấn like vô đó coi như được cộng công đức chung với tiêu. Tôi có thể bỏ view, bỏ tiền ra một chút để chạy view quảng cáo cho người ta biết đến mình, nổi tiếng là như là những nghệ sĩ luôn. Bởi vì 200.000 đồng à, 5.000 view luôn đó. Dễ lắm, mấy YouTuber làm vậy không? Nó kiếm tiền, thí dụ như bỏ ra 1 triệu đồng, nó làm cái video đó, rồi có thêm vài triệu đồng để đầu tư chạy view cho video đó, rồi nổi tiếng rồi làm cái gì? Đó, cứ làm vậy đó. Bỏ chút tiền cái xong gom được một chút tiền, cục tiền. Rồi cứ làm, kiếm tiền bằng YouTube mà. Nên bây giờ có nói với Tuyun là anh là triệu phú, ở nhà anh rất là giàu, nhưng mà anh đi làm ba cái clip bậy bạ gì vậy anh? Sao ở nhà anh giàu vậy, anh không làm khoe mấy clip từ thiện giống như là nghệ sĩ Quyền Linh đó? Hay là anh sống giống như cô Nguyễn Phương Hằng á, thích chặt chém mọi người vì chính nghĩa đó, mà anh đi khoe khoang, anh ăn chơi.
hôm nay anh ăn chỗ này, ngày mai anh ăn chỗ kia, rồi anh làm mấy cái việc ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Anh đang sống trong cảnh giới quỷ nên anh mới làm những việc đó, anh đang đầu độc tư tưởng của mọi người, anh đang sống vô bổ như vậy, nhưng mọi người lại ủng hộ anh rất là nhiều, bởi vì mọi người đang sống trong cảnh giới quỷ của anh luôn đó. Nên các bạn có cơ hội lắng nghe và thức tỉnh được thì cố gắng, và cái video này chắc chắn là nó sẽ không tồn tại lâu đâu, nó sẽ biến mất rất là nhanh thôi. Bye bye các bạn.